Đã 14 năm sau scandal lộ 1.300 bức ảnh và clip nóng cùng Trần Quán Hy, mới đây, Trương Bá Chi đã can đảm đối mặt và cho biết nguyên nhân năm xưa để cho người tình ghi lại loạt ảnh táo bạo này. Có lẽ vụ việc bị lộ hơn 1.300 bức ảnh nóng hừng hực của Trần Quán Hy vào năm 2008 là sự việc chấn động nhất làng giải trí Hồng Kông từ trước đến nay. Thậm chí những thước phim, tấm ảnh trong kho tư liệu này còn được sao chép thành đĩa và được rao bán khắp nơi trên đường phố Hồng Kông. Dù 14 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện chấn động này đôi khi vẫn bị nhiều người mang ra làm đề tài thảo luận sôi nổi. Bên cạnh một số người đồng cảm cho nhân vật nữ trong loạt ảnh này thì đâu đó vẫn có người mỉa mai. Trong loạt ảnh đó, những nhân vật nữ chính đã ảnh hưởng rất lớn từ công việc tới đời sống tình cảm bị đả kích rất lớn, trong đó có Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng. Và nếu không có vụ bê bối ảnh nóng này, có lẽ cái tên Trương Bá Chi vẫn là ngôi sao sáng và nổi đình nổi đám hơn hiện tại trong ngành công nghiệp giải trí. Bởi từ khi ra mắt, Trương Bá Chi đã thu hút sự quan tâm của khán giả, nhà làm phim bởi nhan sắc trong sáng đơn thuần. Hay nói cách khác, tại xứ Cảng Thơm, người đẹp hơn nữ diễn viên vua hài kịch chỉ có mỗi Lê Từ. Thậm chí hôn nhân của nữ diễn viên vua hài kịch và nam tài tử đa tình Tạ Đình Phong cũng không đến mức đường ai nấy đi. Tuy nhiên cũng phải cảm ơn sự cố này đã giúp Trương Bá Chi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn như hiện tại. Quay lại sự kiện chấn động của giải trí Hồng Kông năm xưa, nguyên nhân khiến 1.300 bức ảnh nóng này bị rò rỉ ra ngoài không phải do Trần Quán Hy đăng tải mà do người thợ sửa máy tính cho nam diễn viên là thủ phạm. Chưa kể đến việc người truyền bá những bức ảnh đồi trụy này có vi phạm quyền phát tán những bức ảnh riêng tư hay không, nhưng các nhân vật chính trong vụ việc này thực sự đã bị tổn thương rất nhiều. Sau loạt ảnh bị tung, Trần Quán Hy đã tổ chức họp báo cúi đầu xin lỗi những nữ chính trong loạt ảnh mát mẻ, nhạy cảm, đồng thời tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi làng giải trí, đồng thời ra nước ngoài tránh bão dư luận. Nhưng mặc dù rút khỏi làng giải trí, anh vẫn nhận được sự chú ý của mọi người. Hiện trai hư một thời có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ ba người tại Mỹ. Ngược lại, Trương Bá Chi không may mắn như vậy. Sau khi ly hôn không có ai giúp đỡ, nữ diễn viên chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua, vực dậy tinh thần để chăm sóc cho con nhỏ. Thậm chí có người suy đoán rằng, phải chăng vì sự cố năm xưa đã để lại cho Trương Bá Chi một bóng ma tâm lý nghiêm trọng hay không? Hoặc là vì đứa con còn nhỏ nên nữ diễn viên vẫn không tái hôn. Cho đến bây giờ, vụ việc chấn động năm xưa vẫn thường xuyên bị cư dân mạng lấy ra trêu chọc. Sau nhiều năm, Trương Bá Chi cuối cùng cũng có thể thản nhiên đối mặt với scandal này. Gần đây, Trương Bá Chi đã lên tiếng giải thích cho mọi người tại sao năm đó cô lại thuận theo Trần Quán Hy để cho gã trai hư chụp những bức ảnh nhạy cảm này. Cô nói lúc ấy đều là người trẻ tuổi, tính cách có chút tùy hứng, làm thêm cảm xúc. Đặc biệt trong giai đoạn đó, cô rất yêu Trần Quán Hy, nên khi được nam nghệ sĩ đề nghị chụp và quay clip, nên Trương Bá Chi đã đồng ý. Thế nhưng điều mà Trương Bá Chi không ngờ tới chính là đối phương đã lưu lại hàng loạt bức ảnh kia, hơn nữa cuối cùng còn lưu truyền ra ngoài. Đến khi loạt ảnh đó lọt ra ngoài, thậm chí đến tận hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy vô cùng hối hận. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc chủ động chụp ảnh với Trần Quán Hy trên máy bay, Trương Bá Chi liền thẳng thắn nói, đúng vậy, chúng tôi là bạn mà. Bên cạnh đó, Trương Bá Chi cũng không ngần ngại nói, cho biết không hề hối hận về việc từng yêu Trần Quán Hy.